Dạ, xin mến chào quý các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Trường ha quý vị. Thì hôm nay bên anh Trường có về một số phô mai tứ quý như phô mai vàng ha. Thì video hôm nay trước mắt là cây tứ quý với cây mai tứ quý tàn ha quý vị. Địa chỉ của anh ở đây là ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi em chào anh Trường ơi. Chào bà con trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay thì mình có về hai cây tứ quý cũng hơi lớn thôi. Cây này lớn, cây đó hơi nhỏ. Với một số mai vàng thì anh em xem ủng hộ mình ha. Và đây là cây số 1 ha. Rồi anh cho chiều cao cây này cây phôi không quý vị? Anh rút cũng nhẹ nhẹ con ha. Con sơ rồi. Chưa hai đợt vậy anh em rút lại nha. Chứ mình không dám rút hết nha. Cây này mình lấy khoảng 1 mét mà 1,4 đi. Dạ, rồi mét 4 đi quý vị. Cây này nó mấy thân anh Đường? Cây này nó 6 nhánh luôn. Nè, 6 nhánh nhưng mà nó không có mặt lỗ liếc vậy cây nha. Cây này về quý vị rút này bỏ cũng được ha, lấy lại 5 ha. Rồi anh cho cái thông số anh. Ngay đây nè, là 55 nè. Dạ. Đó, ngay này 55. Dạ. Còn tổng diện tích đế thì tổng rồi đế mình lấy là 200 ha. Dạ. Hết thứ mình lấy 200 nè. Đường kính bầu luôn anh. Cái đường kính bầu này. Đường kính bầu này mình lấy 100 đi. Dạ. Đó, 100. Đường sổ của nó là 3 tấc nha. Đường sổ 3 tấc quý vị. Sổ 3 tấc. Đây quý vị. Cộng lực lực không ha. Sổ đều hết luôn ha. Mình lấy nguyên củ đặc này thử coi. Rồi đó, mình đo củ đặc. Đây lấy củ đặc này coi. Củ đặc này chắc khoảng tầm khoảng 188 ha. Dạ. Hết thứ là khoảng 188. Cái này sạch cây ha quý vị, không có lỗ bọng gì ha. Để thì quý vị nhìn thấy ha. Đổi chê cho nào ha quý vị. Nó cắm xuống hết luôn á. Dạ. Rồi cây số 1 mình vô lưu giá sao anh Trường? Cây số 1 này mình xin vô lưu là 37 triệu ha. Cái này mình hỗ trợ phí ship làm sao anh? Rồi 200 km đi. Rồi bao ship quý vị 200 km? 200 km đi. Rồi cây số 2 là tứ quý tàn không quý vị? Cây thứ 2 là cây tứ quý tàn. Quanh thân nó ngay này là 35, mình tính 34 ha. Rồi 35 tính 34 quý vị. Khó khăn thân của nó là 36 nha. Rồi anh cho chiều cao tán ngang luôn. Chiều cao mình lấy là 2,2 m. Dạ. Tán ngang mình lấy 1,8. Dạ. Tàn đây ha quý vị. Đường kính bầu của nó là 55 nha. Đây. Dàn xương nó đây quý vị. Thân nó hơi lắc không quý vị? Lên tới đó tầm 1 mét rồi phản trẻ ra hai ngọn, cắt lại đặc chủ vẫn được không quý vị? Hay mình qua đây cho quý vị rõ ha. Lấy lại đặc chủ được không quý vị? Tán này bỏ lấy một cốt ha. Nhàn xương nó đây quý vị, khá ấm ha. Cái tàn không quý vị. Rồi cái số 2 này mình xin vô lưu là 5 triệu. Để đây quý vị. Cái này mình bao ship toàn quốc hả anh Trường? Bao ship toàn quốc. Để không quý vị chân cắm ha. Rồi 5 triệu không quý vị? 5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi bữa nay mình vô mấy lượt trên mai xong. Ba là phôi mai vàng không quý vị? 13 cây. 13 cây. Lấy cây vành nhỏ với cây vành lớn đi ha. Cây này là 19 nè. Dạ. Cây này là 22 nè. Đâu, đâu, cây nhỏ này nhỏ nhất nè. Cây này là 10 11 nè. Dạ. Còn cây này 22. Lô mã số 3 13 cây ha. 13 cây. 13 cây này giá sao anh? 1 triệu. 13 cây có 1 triệu không quý vị? Bao ship toàn quốc luôn hả anh Trường? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Đa dạng hả quý vị? Thì qua cái video này quý vị chưa rõ chi tiết ha. Cái lô nào thì cứ qua cái số Zalo của anh Trường hả quý vị? Rồi tiếp theo. Cái này là 12 cây. Lô số 4 12 cây nha. Rồi lô số 4 12 cây. Cây này là bự nhất nè. Cây này là mình lấy 23 ha. Rồi. Cái cây này nhỏ nhất quá phê. Cây này là 10 12 nè, đa dạng không quý vị, có xấu có đẹp không quý vị, tiền nào có nấy. Rồi rồi lô số 4 mình bán 1 triệu luôn. 12 cây 1 triệu. Rồi qua luôn. Rồi, đây số 5. Đây lô số 5. Số 5 này là 15 hoành nè. Dạ. 15, cái này 19 thì mình lấy từ 15 cho tới 19 đi ha. Dạ. Chiều cao nó cũng tầm nhiêu đó nhưng mà mấy này cây. Quý vị cắt ngắn lại ha. Nói chung là chiều cao này mình không tính không quý vị. Rồi 11 cây mình bán 1 triệu.
Rồi mã số 5 11 cây 1 triệu. Qua mã số 6. Cái này là mã số 6 ha. 7 cây. 7 cây. Đây quý vị. Cây này là 19 vành nè. Đấy thì nó cũng được. Đây. Cây này 20 ha. Cũng có xấu có đẹp không quý vị. Cây này 21 rồi mình lấy 18 19 20 21 anh em ơi. Rồi số 6 7 cây giá luôn ha. 1 triệu luôn anh em ơi. 1 triệu luôn ha quý vị. 1 triệu luôn. Rồi qua lô số 7. Rồi lô số 7 này 3 cây mình lấy cao là khoảng 1m2 ha. Dạ. 1m2. Mai vàng không quý vị? Mai vàng là 24 vành nè. Cái này là 26. Cái này có cũ ha. Rồi cây này 20 ha. Dạ. Cây này nếu vậy anh em rút lại bonsai thì chơi như thú luôn. Dạ. Để thành thú. Rồi giá luôn anh mã số 7. 1 triệu mốt anh em ơi. Rồi mã số 7 3 cây 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Rồi đây là mã số 8 ha. Số 8 dạ. 3 cây nè. Số 8 3 cây. Thì chiều cao nó cũng tầm mét đổ lên ha quý vị. Nhưng mà nó cắt vậy ha. 21. Dạ. Này là 24 ha. Cái này là 29. Dạ. 3 cây này mình giao luôn anh em là 1 triệu mốt luôn. Rồi mã số 8 1 triệu mốt 3 cây. Rồi cái này là mã số 9 nè. Mã số 9 là nó 2 4 6 cây ha. Dạ, 6 cây mà cây này còn lớn, chiều cao nó tầm mà có 2 mét con cây này dán bay không quý vị? Còn 5 cây kia dán trật không quý vị? Cây này là tới 33 hoành nè. Cây này là 28, rồi mình lấy từ 28 cho tới 33 hoành ha. Đây để đây không quý vị? Thì mình xin nhắc lại ha, tại vì anh bán lô. Qua cái video này quý vị chưa rõ cái lô nào chi tiết, quý vị cần xem lại thân đế này kia thì cứ qua số Zalo của anh Trường không quý vị. Rồi cái này là 30 ha. Thì mình để cũng sơ bộ thôi ha quý vị. Mà cây nói chung cũng khá ha quý vị. Đấy đóng thì cũng đạt có cái này cái kia ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi 6 cây này mình bán 5 triệu, mình bao ship còn bắt là nè. Mã số mã số 9. Mã số 9. Mã số 9 6 cây. Rồi đây là mã số 10. 4 cây. 4 cây. Cây này là 25 hoành nè. Dạ. Cây này là 22. Dạ. Rồi cây này là 23. Cây này cũng 23 luôn. Dạ. Rồi đây là mã số 10 ha. Mã số 10 4 cây mình bán 1 triệu. 4 cây 1 triệu mã số 10 không quý vị. Rồi. Rồi đây là 11 ha. Mã số 11, đây là 21, mình tính 20 đi. Lấy cái này là mình, cây này nhỏ nhất nè. Cây này là 18. Dạ. Còn cây này là vì anh em đục cái rễ này bỏ đi, nó có cái chân rễ dưới đây nè. Có rễ mồi không quý vị? Có rễ mồi nha. Cây này là 24 ha. Dạ. À, 2, 4, 6 cây mình bán 1 triệu rưỡi. Rồi mã số 11. 11, 6 cây 1 triệu rưỡi. 6 cây 1 triệu rưỡi. Rồi đây là số 12. Rồi 12 là 7 cây. 7 cây. Chiều cao thì khoảng tầm 50-60 thôi. Dạ. Cây này là 19 nè. Cây này 19 luôn. Cây này 17, rồi mình lấy 17, 18, 19 ha. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi số 12 mình bán 1 triệu. Lô số 12 7 cây 1 triệu không có gì. 7 cây 1 triệu. Rồi đây là số 13. Dạ. Số 13 cũng là 7 cây luôn. Hoành thì nó cũng tương đương 18, 19, 20. Đó, này là 17. Cái này là 19 ha. Dạ. Rồi mình lấy 17 tới 19 anh em ơi. Rồi 17 19 đi. Nó cao thì 50 60 thôi. Dạ. Số 13 mình bán 1 triệu luôn nha. Rồi, mà số 13 1 triệu qua mà số 14. Rồi 14 đây là 3 cây nè. 3 cây dán trực. 3 cây dán trực này còn đế nha anh em, khai thác đế được nha. Tại cái này nó nằm ở trên cái mô rồi mình không có lấy, mình lật xuống mình làm luôn. Đây là 26 anh nè. Dạ. Cái này 26 luôn. Đấy này bây giờ. Rồi cây này cũng 26 luôn anh em ơi, 3 cây 26 luôn. Dạ. 14 3 cây này mình bán 1 triệu mốt ha. Rồi, mã số 14 3 cây 1 triệu mốt không quý vị. Ủa mã số 10 14 đúng rồi, 14 không quý vị. Rồi qua mã số 15. 15 là nó 3 cây nè. Thì qua cái video mình xin nhắc lại không quý vị, quý vị chưa rõ chi tiết phần đế hay thông số cứ qua số Zalo của anh Trường không quý vị. 34 ha. Dạ. Hỏi là anh ha. Thì mình quay cái số lượng anh bán lô không quý vị. Rồi cái này thì nó tới 24. Dạ. Cái này mình đo về đi tại vì nó dính cái cây nè kia. Cây này 25. Dạ. Rồi cái lô số 15 này 3 cây 1 triệu mốt. 3 cây 1 triệu mốt không có gì. Thì anh cắt vậy ha.
về quý vị sửa là hai cây, nói chung là rất thì thấp quý vị. Cái này là 11 cây, là số 16 11 cây nè. Mà số 16 11 cây ha quý vị. 11 cây. Cái này em cặp ghép chơi được nè. Này 17 quanh nè. À, đâu cây mấy cây nó nhỏ nè. Cây này nhỏ 12 nè. Mình tính 12, 13, 14, 15, 16, 17 đi. À. Cái này thì số 16 mình bán 800 ngàn anh em ơi. 800 ngàn gồm 800 ngàn 11 cây, cây luôn. 11 cây. 11 cây luôn. 11 cây, 800 ngàn. 800 ngàn. Rồi anh số 17. Số 17 là 4 cây tứ quý. Rồi 4 cây tứ quý không quý vị? 4 cây tứ quý nha. Dạ. Này là 22 nè. Dạ. Cây này cũng là 20, cây này 23, 23. Rồi cây này 22 luôn. Dạ. Còn cây này coi như tí ho. Nhỏ nhưng mà nó cứ ghép dở quắn chơi được. Cây này 14. Để được quý vị. 4 cây tứ quý nè, số 10, số 17. Mình bán 1 triệu rưỡi. 4 cây tứ quý 1 triệu rưỡi mà số 17 không quý vị? Rồi, rồi đây là 18. 18 là mai vàng không quý vị? Mai vàng. Mai vàng. 9 cây mai vàng nha anh em. Là mã số 18 gầm 9 cây không quý vị? 9 cây mai vàng. Này là 18 nè. Dạ. Cây này là 14, rồi mình lấy từ 14 tới 18. Dạ. Con số 18 này mình bán 1 triệu. Rồi mã số 18 triệu không quý vị? Là mai vàng nha anh em. 9 cây. Rồi. Còn đây là 3 cây tứ quý, cũng là số 19 là cũng là cuối clip luôn. Rồi. Đây này là nó nằm trong chậu mình lem xuống nha, nó sổ nguyên củ để nè. Dạ. Đó, hồi nãy mình có đắp miếng đất nghe xình vô cho nó giữ cái bầu tròn tròn đây đó. Này là sổ đấy. Cây này là 26 anh nè. Dạ. Cây này là 25. Dạ. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó cắt ra cái chi xương nó đều ghê. Cây này 19 nha. Rồi lô mình lấy từ mét mét mốt đi ha. Rồi lô 19 giá luôn anh. Lô 19 này mình bán là 2 triệu 2. 2 triệu 2. Rồi. Rồi cuối video thì cũng xin cảm ơn bà con đã nhấn chút hết thời gian xem hết video ha. Dạ. Những bà con xem những clip này, những clip sau ủng hộ mình ha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại.